Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe nhập khẩu các quý vị nhá. Con này là một chiếc xe Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan luôn. Xe rất là đẹp, và cái dòng xe này thì những ai mà yêu thích cái dòng xe nhập khẩu ấy thì nhìn cái biết ngay đây là chiếc xe gì rồi. Vâng, chiếc xe em đang nói đến chính là chiếc Toyota Yaris sản xuất năm 2011, form mới, xe rất là đẹp luôn. Con này thì bao cam kết cho các bác là máy số còn zin, xe không có lỗi lầm. Đấy, bao cam kết là không có đâm đụng ngập nước gì cả. Và đây là một dòng xe mà giá tiền thì khá là cao, không hề rẻ một chút nào đâu ạ. 2011 nhưng mà chiếc xe của Nhật này đang bán với cái giá là 298 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 298 triệu đồng chiếc xe này luôn. Nhưng mà những cái dòng xe này thì những ai mà đã đi rồi ạ thì sẽ biết là chất của những cái dòng này đi như thế nào. Nó rất là đầm và đi xe thì cực cứng luôn. Trông nhỏ gọn xinh xắn thế này thôi nhưng mà đi chắc như những cái dòng sedan luôn. Những mẫu hatchback giá tiền như Morning ạ, 2011 thì các bác chỉ còn mua tầm khoảng hơn 200 là đã có một chiếc xe số tự động rồi, đẹp rồi. Nhưng mà với những chiếc xe Nhật Bản thì khẳng định với các bác là giá tiền không bao giờ rẻ một chút nào, nhưng mà đắt sắt ra miếng. Vâng. À, một chiếc Yaris với khối động cơ hẳn là 1.5 cơ, chứ không phải là dòng động cơ 1.3 hay là 1.2 gì cả. Vâng, hẳn là động cơ 1.5. Và động cơ con này là động cơ máy đen, nhập khẩu nguyên cục từ Nhật Bản. Thế nên là cái dòng này nó rất là lành và cái máy của nó rất là bền. Ăn xăng ít, trông máy 1.5 nhưng mà mức tiêu thụ chỉ khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây thôi ạ. Vâng, 5 lít rưỡi đối với đường hỗn hợp. Và form xe thì nó chỉ thích hợp với những bác nào mà thích những chiếc xe nhỏ nhắn, xinh xắn, tiện lợi, không bị ràng buộc bởi kích thước, thì không bị gò bó bởi những cái không gian chật hẹp ấy. Thì các bác cứ đi những cái dòng này là rất là tiện luôn, luồn lách trong phố, đi shopping, đi chợ, đi chơi là rất là ok. Và con này thì thích hợp cho gia đình nhỏ, những gia đình nào hai vợ chồng có một đứa trẻ con thì cũng rất là ok luôn. Hệ số an toàn với hai túi khí an toàn, số tự động, động cơ 1.5. Đấy, và các bác nhìn ạ, biển số rất rõ ràng, chữ nghĩa luôn. Đấy, không có gãy vỡ và xe là mang biển Quảng Ninh, 14A03836 các bác nhá. Một chủ từ mới biển Quảng Ninh luôn. Và chiếc xe này thì đây các bác nhìn này, hệ thống đèn halogen của xe này, bầu đèn sáng trong luôn, mới tinh luôn. Xe rất là đẹp. Đấy, ánh sáng vàng nhá các bác nhá, halogen ánh sáng vàng. Đấy, bầu đèn xe còn giữ được như thế này cơ mà. Đấy, xe thực sự là ít đi. Đấy, và con này thì đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Lăn bánh của chiếc xe thì cũng loanh quanh chỉ có chục vạn thôi. Đấy, đồng sơn đẹp, xe không có đâm đụng gì cả. Đấy các bác nhìn này. Cản trước xe đẹp, đều sạch sẽ luôn. À, chiếc xe này thì cũng mới về cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô thôi ạ. Vâng. Cửa hàng em thì ngay có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Và bên em thì bán tất cả những cái dòng xe lằng nhằng, ở đâu xe độc, xe lạ, ở đâu xe khó, xe hiếm thì ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Đấy, tôn vỏ xe này. Đấy, các bác nhá, cái dòng xe của Nhật nhập khẩu ấy, nó làm người ta làm tôn rất là dày, chắc chắn đi không bao giờ phồng phành, không có tiếng ồn luôn. Thế còn xi nhan có tích hợp này, bầu gương đẹp đây các bác nhìn này, bầu gương nét căng luôn. Đấy, xi nhan tích hợp đầy đủ, lốp Michelin Engineer, lốp 185/60R15 với la răng này là la răng 15 inch nhá các bác nhá, phanh đĩa hai bánh trước với tăng chống đằng sau, lốp lắp lốp dép thì sạch sẽ, nói chung là không có lỗi lầm gì. Còn đâu nội thất bên trong xe là nội thất ghế da màu ghi xám. Đấy, ghế da màu ghi xám này các bác nhìn ạ, da khâu rất là đẹp, da mới sạch sẽ luôn. Và các bác không phải làm gì cả. Còn trần của xe này màu kem tối nhá các bác nhá, màu xám tối đó. Vâng, trần đẹp không sổ lông. Đấy, bên này nè, đó các bác nhìn ạ, trần rất là đẹp và không hề sổ lông luôn. Còn vô lăng chiếc xe thì cũng đã theo năm tháng. Đấy, nhưng mà vô lăng vẫn còn nuột. Đấy, vô lăng da khâu này, da khâu đẹp luôn này. Đấy, các cái chi tiết thì chưa có mài mòn, vẫn còn mới. Và đây, còi to, logo đẹp, túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, phím tích hợp trên này, điều khiển đầy đủ luôn nhá. Còn hệ thống đèn, điều chỉnh đèn này, rồi gạt mưa, gạt kính các thứ thì ok luôn. Đấy, đặc biệt là chiếc xe này thì có gương kính điều chỉnh điện đây. Đấy, hiện đại. Đấy, đồng hồ hiển thị rõ ràng. Và đây, các bác nhìn này, đồng hồ hiển thị là 10 vạn các bác nhá.
Đấy, tuy nhiên là chiếc xe này thì nó có cái màn hình zin theo hãng ở đây. Đấy, màn hình hãng này thì nó rất là đơn giản, chỉ có nghe nhạc, nghe đĩa rồi nghe đài FM. Đấy, bây giờ cắm thêm cổng thẻ nhớ vào đây nữa thì ok. Thế còn điều hòa chỉnh cơ là đặc trưng của dòng Yazid ấy, thì là điều hòa chỉnh cơ là sẽ để dọc ba cái này. Đấy, còn tay cần số của xe thì cũng đã theo thời gian. Đấy, tay cần số đây, rất dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, lùi phanh và có 3 cấp độ số luôn cho các bác nhé. Nên là các bác yên tâm, đi thì cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, 3 cấp độ số cho xe cũng rất dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, và có phím shift lock thì cái này nó rất là đơn giản, dễ dàng sử dụng, không như những dòng khác là phải gẩy lên xong rồi ấn. Nhưng mà ở đây là có luôn. Đấy, rất tiện lợi cho xe khi mà có vấn đề gì. Thế còn tay phanh thì khá là mới, tay phanh này mới tinh luôn. Đấy, còn hộc để đồ cái dòng này thì rất là nhiều ô luôn. Đây các bác nhìn này, hộc đồ này. Đấy, hộc đồ trên này, hộc đồ dưới này. Đấy, và chỗ để chai nước này, bên phụ này. Đấy, rất tiện. Và bên tài đây cũng có này. Đấy, rất nhiều cái hộc để đồ tiện lợi luôn. Và táp lô xe thì đấy các bác nhìn này, không hề có một lỗ khoan hay là một cái vết nào luôn. Đấy, táp lô rất sạch. Túi khí an toàn thì ở chỗ này nhá. Thế còn bên này thì túi khí đây. Đấy, nội thất xe thì trông vậy thôi nhưng mà rất rộng rãi, tiện lợi. Có màn hình gương chiếu hậu chống chói cho các bác. Đấy, đèn đóm thì đầy đủ. Và nội thất đằng sau thì cũng vẫn là rộng rãi luôn. Đấy, khoảng để chân cũng thoải mái. Mà cái phần nội thất ghế là gần như là đẹp mới tinh luôn. Con này thì cái hàng ghế đằng sau là gần như là chủ người ta ít đi, ít có người ngồi. Thế nên đâm ra là gần như là mới tinh luôn đấy ạ. Vâng, cái con đèn trần đây có hết. Đấy, không thiếu cái gì. Bản lề này, đó, nhìn bản lề đây, sơn xi sạch, bản lề nét. Nói chung là một chiếc xe cứng cáp luôn. Keo chỉ thì đây. Đấy, keo chỉ này, chỗ này quá xì tút xì tát lại một chút rồi. Cái này bình thường thôi. Còn con này là một chiếc xe mà nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Toyota Moto tại Thái Lan này. Thái Lan đây. Và chiếc xe này thì là dùng động cơ dung tích xi lanh là 1.5 các bác nhá. Đấy, made in Thái Lan đây này, sản xuất tại Thái Lan. Đấy, dung tích động cơ là 1.5. Đấy, xe rất là cứng luôn. Là cái không gian nội thất bên trong xe thì khá là rộng so với một cái dòng xe mà gia đình, dòng xe nhỏ nhắn cho chị em phụ nữ hoặc là các bác nào nam giới đi cũng được. Và con này kính điện thì đây, đầy đủ luôn này. Đấy, kính điện nhẹ nhàng. Đấy, nâng hạ ok, tapi bằng da luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, tapi da này, xịn xò luôn. Mới tinh đình đình. Đấy, còn cái khoảng nội thất bên trong thì thôi rồi. Cũng rất là rộng, thoải mái đấy. Vâng, thoải mái cho người ngồi sau luôn chứ không hề bị gò bó. Thế còn phần lốp lắp thì lốp engineer, lốp Michelin đây các bác ạ. Đấy, lốp dép dày. Và kể cả các cái phần cua lốp này còn chưa biết hàn mục lượt một chút nào luôn này. Đấy. Cái dòng này thì nó rất là hay là mở cốp đằng sau thì đây, ấn này. Xong rồi mở. Đấy, úi giời. Nhẹ nhàng mà không chói lóa. Còn bản lề còn zin luôn này các bác ơi. Bản lề này, ốc còn zin nhá. Bên này cũng thế này. Và đấy, em vừa mới phun nước rửa phun qua cái nước nó đang rõ tông tông này. Chống nước rất là tốt. Đấy, còn đây, các cái đinh hàn của nó còn nguyên này. Đấy, còn nguyên chữ Thái, Toyota Thái Cotto. Đấy. Đèn là được bên công ty Cotto ở bên Thái người ta sản xuất nên này là còn nguyên đèn đấy. Vâng, đèn còn zin đấy. Vâng. Hệ thống đèn hậu của xe thì thiết kế khá là hay. Đấy, chia rõ 4 vùng, 1 này, 2 này, 3 4 này. Đấy, và cái thiết kế đèn này thì cũng khá là cao cấp. Thế còn phần cản sau của xe thì cũng xì tút xì tát rồi. Có cảm biến lùi phía đằng sau. Đấy, cho các bác cộng với cả camera lùi luôn. Bác nào mà cứ thích lùi lặn gần nhá, những cái chỗ chật hẹp đấy, các bác đi thì cũng không phải lo đến cái chuyện là va quẹt. Đấy, còn cái phần hậu sau đấy nhá. Đấy, ốc còn zin nguyên này. Chưa hề tháo hậu sau một lần nào luôn. Đấy, xe rất là cứng, kính còn zin nhá. Kính 2011 thì còn zin này. Đấy. Còn phần sàn thì chiếc xe này có cái phần sàn nhựa, chủ làm quả sàn nhựa đây rồi. Đấy, xong lại sàn nguyên bản của hãng này. Đấy, và cái nấm tấm nỉ thì rất là đẹp luôn nhá. Cái này thì mở lốp sơ cua. Ô, thôi chết rồi. Cái lốp sơ cua của chiếc xe này đâu rồi? Ui giời. Không thấy đâu các bạn. Cái này là một điểm trừ của chiếc xe này rồi. Không, nhưng không vấn đề gì. Cái đấy thì em sẽ bổ sung cái lốp sơ cua nhá. Và bác nào mua xe nhớ là hỏi em lốp sơ cua ở đâu nhá. Cái này bình thường thôi, không có thì bổ sung. Nhưng mà đấy các bác nhìn sàn của nó còn nguyên này.
Đấy, chỉ cần nhìn này là biết ngay là xe có đâm sau hay không rồi. Đấy, xe rất là đẹp. Đấy, các cái chi tiết đồ nghề của nó thì đây, đầy đủ luôn. À, chà, thế là chiếc xe này mất cái lốp sơ cua rồi. Thế là mất hay rồi, nhưng không vấn đề gì. Đấy, xe cũ mua thì nhiều lúc nó có những cái mà bên em thì có sao bán vậy thôi. Nhưng mà thực sự là chủ cũ người ta không có lốp sơ cua thì cái đấy em sẽ bổ sung cho các bác, để làm sao cho các bác đi lại yên tâm và an toàn. Đấy, chứ còn nhiều lúc là không có lốp sơ cua hay không là chuyện bình thường nhá. Vâng, còn keo chỉ sơn di, ví dụ như cái này này, sơn keo zin này. Đấy, ốc này, tem nhãn này, còn nguyên này, chưa có tháo mở một chút nào luôn. Đấy, tapi này, kính điện này. Đấy, nhẹ nhàng thôi các bác nhá, nhẹ nhàng hơn đẩy xe hàng. Đấy, còn cái này, đấy, úp ghế này. Đấy, các bác thấy chưa, khi mà úp xuống thì sẽ thành một chiếc xe van. À, không gian để đồ rất là rộng luôn, tiện lợi luôn cho những ai mà thích để đồ. Đấy, có thể là chở khá là nhiều đồ đấy ạ. Và nếu mà hạ xuống thì đúng là thành một chiếc xe van cao cấp luôn đấy. Và đấy, còn phần để chân này các bác nhìn này, sàn rộng rãi luôn. Đấy, không có lỗi lầm, sàn rất là rộng nhá, sạch sẽ. Đấy, và xe thì nói chung là nét rồi. Gầm của xe sao? Vâng, 2011 thì chắc chắn là phải xem gầm rồi. Đấy, nói chung là ai mà thích đồ Nhật, đồ bền, đồ lành á, mà những dòng xe đến từ Thái Lan thì đây là một chiếc xe lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, lốp dép đầy đủ, căng đét luôn. Còn chiếc xe này thì được dán kính Vico. Đấy, cũng là một cái dòng kính phim cách Nhật tốt và chống được tia UV. Đấy, các bác nhìn nội thất này, rộng rãi này, tiện luôn, ngồi thoải mái luôn. Đấy, cho hai người ngồi trước cũng rất là thoải mái, ghế da mềm ôm sát lưng. Đấy, và bản lề đây, nói chung là chất xe thì khá là ok, ổn định luôn. Bây giờ thì ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe để xem con này máy số như thế nào. Máy con này thì lúc nãy em kiểm tra thì khá là êm, đi êm lành luôn đấy. Ái chà, lại còn cái hộp nữa này. Uầy, phải nói cái dòng này sao nó lắm chỗ để đồ thế, kinh khủng. Cái chỗ này hình như vất tiền xu rồi đó. Vâng, thế còn cái chỗ này để điện thoại với các thứ linh tinh, em khẳng định là nhiều ông không biết cái chỗ này để làm gì nữa cơ, không biết mở cái chỗ này ra như thế nào. Úi giời, sợ nhỉ, lắm cái hộp để đồ tiện lợi kinh khủng luôn. Đây là xe nào. Đấy, máy lên rồi đấy ạ. À, vòng tua rất thấp nhá, máy 1.5 nhưng tua cực kỳ thấp luôn. À, mở lắp cabo lên xem. Con này thì sử dụng động cơ máy đen các bác, máy đen 1.5. Thế hệ đời đầu của những cái dòng Vios bây giờ đấy ạ. Thế nên là máy được chăm chút rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Máy nó rất là êm. Động cơ máy đen chữ đỏ VTVI 1.5 các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của cái động cơ này nó rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi, 5 lít trên 100 cây ạ. Vâng, vì Easy là một dòng xe nhỏ, khung gầm sườn nó rất là nhỏ nên là nó trọng lượng nó nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu chứ không ăn dầu ăn xăng như những cái dòng Vios bây giờ. Đấy, thế còn ắc quy CFM, MF này. Đấy, các bác nghe. Máy rất là êm. Đấy, còn con này thì máy số ngon luôn, lành luôn, êm luôn. Đấy, được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên hãng mà, thế nên là máy rất là chất. Thế còn phần tai đây các bác nhìn này, tai đèn này, đẹp luôn. Đấy, tai đèn nét căng luôn. Phần sườn đầu này, đấy, không có đâm va nữa các bác nhá. Các bác nhìn này, đầu răng trước này. Đấy, đầu răng trước này. Rồi các cái phần ụ giảm sóc này. Đấy, các chi tiết của nó còn nét căng từng cm luôn. Keo chỉ thì không phải bàn. Vâng, keo chỉ thì nét luôn. Đấy. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua em Vũ Dưa Tô xem xe và thẩm. Vâng. Con này thì máy số êm luôn. À, xem luôn dầu dầu xe xem là dầu nó có mới hay không nhá các bác nhá. Không có hơi thừa bắn lên. Đấy, chả dầu mới vàng óng luôn. Đấy, dầu vàng như này thì nói chung là đi lại rất là yên tâm. Và các bác không phải lo đến chuyện là đổ thêm dầu, thêm thay dầu thay mỡ ngay. Đấy, các bác cứ đi tầm khoảng 3.000 cây nữa các bác thay cũng được. Đấy. Vâng. Một dòng xe chạy rất là lành, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu và vừa về cửa hàng của Vũ Duy Ô Tô. Những ai mà quan tâm đến mẫu Toyota Yaris sản xuất năm 2011. Đấy, một mẫu hatchback con bộ hung đẹp tuyệt vời và giá tiền thì vừa phải. Thì alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Và cũng rất vui khi được các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô xem xe và thẩm nghiệm luôn.
Ái chà, một chiếc Camry V6 3.0 XLE hàng hiếm luôn đấy ạ. Vừa đi qua mặt em xong, con đấy mà bác nào hô bán cái này em mua ngay. Vâng. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe yêu thương hơn. Xin chào tạm biệt. Ui, con này phải nói quá là ngon luôn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.